I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great. Good morning, chào buổi sáng tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Sun rất là muốn chia sẻ cho các bạn tất cả những tip làm đẹp vào mùa hè của Sun. Thời tiết bây giờ đã nóng hơn rất là nhiều rồi, và chúng ta rất mong muốn được thức dậy với một cái sự khỏe khoắn và năng lượng tràn trề, đúng không nào? Không thể nào chúng ta đẹp lên trong ngày 1, ngày 2 được. Điều quan trọng nhất đấy chính là duy trì những thói quen tốt hàng ngày. Đấy là một chút quan trọng nhất. Hiện tại thì Sun đang duy trì cái thói quen đấy chính là 15 phút đi bộ, 15 phút chạy bộ và 15 phút tập yoga mỗi sáng. Từ sau khi tập luyện đều đặn hơn, chăm chỉ hơn, chạy bộ rồi các thứ, Sun cảm thấy là cơ thể của mình khỏe hơn rất là nhiều luôn các bạn. Bình thường thì buổi sáng Sun sẽ dậy vào lúc khoảng 6 giờ và sau đấy thì sẽ dành nguyên một tiếng để đi bộ, chạy bộ, tập yoga, chuẩn bị rau củ, và bây giờ thì Sun sẽ làm nước ép rau củ và uống mỗi sáng. Đây cũng là một thói quen thứ hai để giúp chúng ta đẹp hơn trong mùa hè. Những loại hoa quả và rau củ mà phổ biến nhất mà Sun thường làm nước ép mỗi sáng đấy chính là cần tây. Uống cái này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, cũng như là giữ cho một cái thân hình gọn gàng nữa. Và ngày hôm nay thì sẽ có một cái nước ép nó lạ hơn một chút mà từ trước đến giờ Sun chưa thử làm, đấy chính là nước ép cà rốt, táo và gừng. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn. It's been you all along, but I've been too caught up to see. We can have it all. Sun đã hoàn thành xong hỗn hợp nước ép cà rốt, táo và gừng. Tỷ lệ thì Sun cho cà rốt nhiều hơn táo một xíu và thêm một miếng gừng khoảng bằng chừng này thôi. Còn đây thì là một ly nước ép cần tây thêm một miếng gừng. Đây sẽ là hai em ly nước ép mà Sun sẽ uống trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì Sun cũng đã chuẩn bị thêm hai bình thế này nữa cho sáng mai. Kể từ lúc mà Sun làm bạn với nước ép thì Sun đã cảm thấy là mình khỏe khoắn hơn rất là nhiều và mình xinh đẹp hơn rất là nhiều. Sun hy vọng là các bạn cũng sẽ có những cái công thức nước ép của riêng mình phù hợp với cơ thể của mình và hãy bắt đầu với việc uống nhiều nước ép hơn mỗi ngày ha. As long as we had each other, everything was black and white. Đây là da mặt mộc của Sun ở thời điểm hiện tại. Thật sự là nhờ cái việc mà tập luyện đều đặn và uống nước ép, rồi là chế độ ăn nó chuẩn chỉnh hơn ấy, thì Sun nhìn thấy được rõ ràng cái sự thay đổi từ bên trong. Vì vậy nên là làn da nó đẹp hơn và nó có sức sống hơn rất rất là nhiều. Và đương nhiên là Sun vẫn duy trì việc skincare hàng ngày với những sản phẩm mà mình yêu thích, và mình cũng khá là chọn lọc trong việc lựa chọn các sản phẩm. Hiện tại thì Sun không có sử dụng sữa rửa mặt cho buổi sáng nữa, Sun chỉ sử dụng sữa rửa mặt cho buổi tối thôi. Mỗi sáng ấy thì Sun sẽ cho lên mặt một ít nước này, và sau đấy thì sẽ sử dụng một miếng bông cùng với toner để có thể lau sạch mặt. Nếu như mùa đông Sun sử dụng rất là nhiều layer, có khi dùng đến 2 loại toner, 3 loại serum. Nhưng mà vào mùa hè thì Sun sẽ tối giản nhất có thể. Sun chỉ sử dụng một bước serum, một bước kem dưỡng và một bước kem chống nắng. Dạo gần đây thì Sun đang sử dụng một em serum mà Sun khá là yêu thích của Deprogram. Nó là Thermal Defense Serum. Em này thì có chứa phức hợp Thermal Defense tác động vào cơ chế sản sinh độ ẩm trong làn da của chúng ta. Nó giúp cho bảo toàn cái khả năng tạo ẩm ngay cả khi làn da của chúng ta chịu ảnh hưởng của sốc nhiệt. Ngoài ra thì nó còn có phức hợp Stabilizing A làm khỏe hàng rào bảo vệ làn da, cùng với kết cấu mỏng nhẹ và không gây bí cho làn da nữa. Đặc biệt là Sun thích em này tại vì nó không có cồn, không chứa paraben, rất là an toàn cho một làn da nhạy cảm. Tập đoàn Shiseido thì rất là nổi tiếng và uy tín rồi, vậy nên là Sun càng an tâm hơn khi mà sử dụng một sản phẩm của nhà Shiseido. Hiện tại thì Sun đang duy trì em này vào mỗi sáng và mỗi buổi tối. Một cái sự khác biệt của buổi sáng và buổi tối đấy chính là vào buổi tối thì Sun sẽ sử dụng em này như một bước pre-serum. Em này nó sẽ giúp nó thẩm thấu tốt hơn cho cái sản phẩm serum sau đấy. Sun chỉ cần một vài pump thôi, sau đấy thì Sun sẽ apply nhẹ nhàng lên mặt. Em này thì có một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Sun nghĩ là em này sẽ là một cái sản phẩm rất là cần thiết trong chu trình skincare của chúng ta hàng ngày vào mùa hè này. Đặc biệt là những bạn dân công sở mà kiểu các bạn đi ra đi vào điều hòa liên tục này. Sau bước serum thì bước tiếp theo mà Sun sử dụng là bước kem dưỡng. Sun rất là thích em này luôn, cảm giác là nhẹ nhàng hơn. Thì thay vì chọn cái loại mà
kem dưỡng kiểu cream đặc như bình thường thì Sun sẽ lựa chọn sang những cái loại mà kem dưỡng nó mỏng nhẹ thôi. Loại kem chống nắng Sun đang xài là của DHC. Đây là một loại kem chống nắng dưỡng sáng Whitening Serum. Sun cũng rất là thích em này luôn và đã xài cũng khá là lâu rồi ấy. Giá của em này thì nó cũng không có rẻ, nhưng mà Sun thấy là nó mướt, nó mịn kinh khủng khiếp nên là mình thích lắm. Vậy là xong màn skincare buổi sáng rất là nhanh, rất là gọn, rất là đơn giản với những sản phẩm mà Sun vô cùng yêu thích. Sun muốn share cho các bạn cái skincare hiện tại mà Sun đang sử dụng và nó thực sự rất là hiệu quả. Và nhớ là vào mùa hè chúng ta nên tối giản các bước skincare lại và lựa chọn những sản phẩm mỏng nhẹ. Và thực sự là cho đến thời điểm hiện tại nhá, Sun vẫn sử dụng dao cạo để xử lý phần view lông dưới cánh tay. Ngoài ra thì Sun cũng sử dụng em này để cạo lông ngón chân. Nhưng mà đương nhiên sử dụng dao cạo thì chúng ta cũng phải có tip. Và Sun muốn nói rõ hơn một chút về quy trình cạo và view lông dưới cánh tay của Sun. Đầu tiên là các bạn lựa chọn một cái loại dao cạo mà nó ok trước ha. Đừng có mua mấy cái loại mà có 10.000, 20.000 nha. Không biết là cái chất lượng nó như thế nào mà Sun thấy những cái loại đấy đều chất lượng đều không ok đâu. Mua cái loại mà giá cao cao hơn một chút, trên dưới 100.000 ý, thì nó tốt hơn. Ví dụ như em này thì đây là dao cạo râu của đàn ông. Khi mà chúng ta sử dụng dao cạo để có thể xử lý phần lông ấy thì trước hết là hãy nhớ rằng là chúng ta không nên cạo khi mà chúng ta đang ở trạng thái da bình thường, mà chúng ta chỉ cạo khi chúng ta đang tắm thôi. Trước khi chúng ta cạo, chúng ta phải làm ấm em này. Bình thường ấy, Sun cạo ấy thì Sun sẽ phải làm nóng em này lên bằng nước nóng ha. Sau đấy thì Sun sử dụng một cái sữa tắm tạo bọt thật là nhiều để có thể bỏ vào những cái vùng mà chúng ta muốn cạo để cho nó giảm cái ma sát. Sau đấy thì chúng ta sẽ đi một đường cơ bản, hai đường cơ bản. Nghĩa là chúng ta sẽ đi một đường, hai đường, đi một cách mềm mại như vậy, chứ chúng ta sẽ không kiểu đi rồi dừng, đi rồi dừng, đi rồi dừng cả giật như thế, nó sẽ rất là dễ bị tổn thương ha. Chúng ta sẽ chỉ đi một đường thôi. Đơn giản như vậy thôi, siêu đơn giản luôn. Sau đấy thì chúng ta tắm lại là được. Và nhớ rửa sạch cái dao cạo mỗi khi chúng ta sử dụng. Thì đấy là cái tip của Sun khi mà Sun xử lý view lông dưới cánh tay. Còn một số những cái nơi khác thì các bạn có thể triệt hoặc là các bạn làm thế nào đấy, nhưng Sun cũng không có kinh nghiệm lắm. Đấy, Sun sẽ chia sẻ với các bạn sau ha. Sun chúc các bạn có thể sống sót với cả cái này nhá. Mùa hè thì thường chúng ta rất là thích mặc những chiếc áo quây thế này đúng không? Hoặc là chúng ta mặc bikini, hoặc là mặc áo hai dây, váy hai dây. Thì một trong số những nỗi ám ảnh của con gái đấy chính là mụn lưng. Thì Sun sẽ chia sẻ cái bí kíp của Sun nhé. Thật ra là Sun đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà sẽ nói lại thêm cho các bạn một lần nữa, với cả là thêm một vài những cái tip mà Sun mới sử dụng gần đây. Trước hết là các bạn hãy tẩy da chết của mình hai lần một tuần ha. Và sử dụng tẩy cả cái phần lưng của chúng ta nữa. Phần lưng thì có thể hơi khó để chúng ta có thể tẩy da chết đúng không? Thì Sun sẽ sử dụng một cái gọi là cái bông tắm ấy các bạn. Các bạn mua cái loại bông tắm mà nó dài như này này, để các bạn có thể chà một cách dễ dàng hơn này. Nhưng mà tốt hơn thì vẫn là chúng ta cố gắng với tay như thế nào đấy, chúng ta sử dụng những cái hỗn hợp tẩy tế bào chết thì chúng ta sẽ chà lên lưng, làm sạch lưng. Thì như vậy thì lưng của chúng ta sẽ đỡ mụn hơn rất rất là nhiều ha. Cái hỗn hợp tẩy tế bào chết ý, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái loại mà hũ người ta làm sẵn cũng được. Hoặc là một cái hỗn hợp mà Sun đã chia sẻ rất 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 là nhiều trong rất là nhiều video rồi. Đấy chính là hỗn hợp bột đậu đỏ. Các bạn sẽ cho hỗn hợp là khoảng 3 đến 4 thìa bột đậu đỏ, thêm một thìa mật ong và một thìa sữa chua không đường. Các bạn có thể thêm 1 đến 2 thìa sữa tươi không đường nữa, tạo thành một cái hỗn hợp khuấy đều lên. Và sau đấy thì các bạn sử dụng để có thể tẩy tế bào chết cho cả mặt và toàn thân luôn. Và Sun nghĩ là chỉ cần sau khoảng 1 tháng mà các bạn chăm chỉ tẩy tế bào chết một tuần 2 đến 3 lần ấy, thì da của các bạn sẽ thay đổi rất rất là nhiều ha. Và một cái điều nữa mà chúng ta nên rất là để ý khi mà chúng ta gội đầu, đặc biệt là những cô gái có mái tóc dài giống như Sun ấy. Sun thả tóc ra thì tóc rất là dài. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những cái loại mà dầu xả hay là dầu ủ tóc ấy, một cái tip của Sun đấy chính là chúng ta hãy kẹp cái tóc đấy lên khi mà chúng ta ủ nhé. Hạn chế là chúng ta để cái lưng tiếp xúc với những cái loại mà ủ tóc như thế, thì nó sẽ rất là dễ gây bí lỗ chân lông nếu như mà sau đấy chúng ta không tắm sạch. Trường hợp nếu như mà các bạn không kẹp lên ấy, thì các bạn nhớ tắm lại thật là sạch với xà bông.
ha, cho cái toàn cái vùng lưng này. Thì đấy là một số những cái tip của Sun trong việc chúng ta có thể tự tin hơn khi mặc áo quây này, áo hai dây này. Và có một cái điều nữa rất là quan trọng trong mùa hè, đấy chính là cái việc mà mùi cơ thể. Đây là điều mà các bạn rất là lo lắng đúng không nào? Nếu như mà chúng ta có mùi thì chúng ta sẽ rất là khó chịu và cũng không có tự tin ấy. Thì cái tip của Sun thực sự nó rất là đơn giản thôi ha, cực kỳ đơn giản. Trước hết ý, đấy chính là chúng ta phải tắm rửa hàng ngày ha. Đừng có để 2 ngày mới tắm nha các bạn. Mùa đông lạnh thì có thể là như thế, nhưng mà mùa hè là không được nha. Ví dụ như Sun bây giờ thì một ngày là Sun tắm 2 lần lận. Buổi sáng khi mà Sun chạy bộ về, tập về thì Sun sẽ tắm. Và sau đấy thì cuối ngày khi mà Sun đi chạy và đi tập về, Sun lại tắm tiếp. Tắm một ngày 2 lần như vậy thì thật sự là rất là khó để có mùi luôn ấy. Giày dép thì chúng ta có thể đi những cái loại giày mà nó tốt một chút thì nó sẽ không có mùi ha. Đôi khi chúng ta mua những cái loại mà lởm lởm ở ngoài chợ mà chúng ta không có đảm bảo là cái chất lượng của sản phẩm ấy, thì đôi khi là cái sản phẩm đấy nó công nhận là nó mùi thật, rất là mùi ha. Nếu như chúng ta đi lâu dài thì chúng ta nên đầu tư một chiếc giày để hạn chế cái điều đấy ha. Còn không thì các bạn hoàn toàn có thể đi những cái loại xăng đan hay là những cái loại dép mà nó thoáng hơn cho đôi chân của chúng ta ha. Đặc biệt là những bạn nào mà hay ra mồ hôi chân ấy, thì chúng ta nên hạn chế việc đi giày. Còn nếu như mà để khử mùi cho vùng dưới cánh tay ấy, thì Sun nghĩ rằng là cái điều quan trọng là sau khi tắm xong các bạn nên sử dụng một loại lăn khử mùi ha. Cái loại lăn khử mùi mà Sun đang xài thì nó là của Vichy. Trước đây thì Sun dùng cái loại màu trắng ấy, nhưng mà cái loại đấy nó hết rồi nên là Sun đã mua thử em này và Sun thấy cũng khá là ok la, thì Sun cũng recommend cho các bạn. Các bạn có thể dùng thêm một cái loại lăn khử mùi ha, nhưng mà nên sử dụng ngay sau khi tắm nha các bạn. Các bạn nên dùng ngay sau khi tắm thì như thế là nó sẽ có thể đảm bảo là khử mùi được tốt hơn, cái hoạt động của cái sản phẩm nó hiệu quả được tốt hơn. Cũng là một điều rất là quan trọng trong cái việc mà chăm sóc bản thân vào mùa hè, thì Sun nghĩ rằng cái mùi là cái điều cực kỳ là quan trọng luôn ấy. Các bạn muốn thơm kiểu từ bên trong ấy thì các bạn nên chuẩn bị những cái bữa ăn mà nó xanh hơn, kiểu nó có salad, nó có hoa quả tươi, nó có rau, nghĩa là nó sẽ hạn chế thịt, thì các bạn sẽ cảm thấy là kiểu không những thơm hơn mà cái cơ thể của mình còn fresh, còn tươi mới, còn khỏe mạnh hơn rất rất là nhiều nữa. Đây là một bí kíp cực kỳ hiệu quả luôn và bản thân Sun đã chứng nhận. Coco Chanel đã có một cái câu nói rất là hay, đó chính là phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai. Các bạn có đồng ý với câu nói đấy không? Sun nghĩ rằng là nửa đồng ý nửa không. Lúc mà cần thì vẫn nên dùng nước hoa, nhưng mà không hẳn là lúc nào chúng ta cũng phải xài đúng không nào. Mà ngày hôm nay Sun sẽ recommend cho các bạn một vài những loại nước hoa mà nó rất là phù hợp với mùa hè. Em này là mùi Under the Skin của Bonnet. Bonnet là một thương hiệu của Việt Nam các bạn. Mùi này Sun nghĩ là nó khá là unisex đấy, cả nam và nữ đều xài được. Em thứ hai là em Joy của Dior, và đây cũng là em mà Sun đã giới thiệu các bạn từ năm ngoái rồi đúng không nào. Em này và em Mokino Toy Boy, hai em này thì Sun rất là thích nha. Dùng mùa đông hay mùa hè đều được, nhưng mà Sun nghĩ là rất là thích hợp để mùa hè đấy, tại vì nó cũng không quá ngọt đâu, nó vừa phải. Thì các bạn có thể xem lại cái video mùa hè năm ngoái để xem kỹ hơn về hai em này. Nhưng mà Sun cũng recommend hai em này để cho các bạn lựa chọn nước hoa nhá. Một em nữa thì là em này Sun cũng đã chia sẻ gần đây cho các bạn rồi, của CK. Đây là em Eternity, cũng là một cái loại mà với chi phí Sun nghĩ là hợp lý. Lần trước Sun có unboxing em này rồi và thực sự là mùa hè Sun sử dụng em này nhiều nhất luôn. Dạo gần đây Sun sử dụng em này nhiều nhất, tại vì là cái mùi nó thơm mát và nó không bị quá là nồng ấy. Mùa hè mà các bạn sử dụng mấy cái mùi như kiểu La Vie Belle các thứ là chết người nha, nó ngọt quá nha. Nên là lựa chọn những cái mùi nó tươi mát một chút cho mùa hè này thì kiểu chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi bước ra đường đúng không nào. Sun muốn nốt một chút về cái cách mà chúng ta xịt nước hoa ha. Xịt hàng ngày đó, 3 xịt thôi. Một xịt ở đây này, dưới tai này, khu vực này này. Một xịt ở dưới tai này, khu vực bên này này. Và một xịt ở sau gáy. Chỉ cần 3 xịt như vậy thôi là nói chung là đủ thơm rồi các bạn nha. Các bạn đừng có xịt kiểu khắp tay rồi khắp người các thứ nha. Đấy là một số những cái mà gợi ý của Sun để các bạn có thể thơm hơn vào mùa hè. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Có thể bình thường bạn không phải là một người khó tính trong việc chọn trang phục, nhưng mà nhất định vào mùa hè thì chất liệu phải là thứ mà các bạn cực kỳ quan tâm luôn nha. Tại vì chúng ta mặc bộ đồ ấy, mặc nguyên cả ngày ấy, thì nó phải đưa đến cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái ha. Cuộc sống hàng ngày mặc đồ
đẹp cỡ nào mà không thoải mái thì thực sự rất là khó chịu ấy các bạn. Những cái loại vải thô cứng ấy thì chúng ta nên hạn chế mặc vào mùa hè nha. Nếu như mà các bạn thích mặc đồ jean ấy, thì các bạn cũng nên chọn những cái loại vải mà nó mềm mại một chút và không mặc ôm sát nha. Hiện tại những cái quần mà chủ yếu săn mặc ấy thì nó là quần vải và là những cái quần mà săn cực kỳ yêu thích luôn. Đây là một chiếc quần vải linen nha các bạn. Vải linen cũng là một cái vải mà thực sự rất là thích hợp với mùa hè luôn tại vì nó mát lắm. Và một chiếc quần nữa mà dạo gần đây các bạn cũng hỏi rất là nhiều. Đây, một chiếc vải gọi là siêu mềm mượt đấy các bạn. Siêu mềm mượt luôn. Đây, Săn nghĩ là vải lụa đấy các bạn ạ. Em này cũng gọi là siêu vừa vặn với Săn luôn. Mặc dù hai bên có chui như thế này này, nhưng mà mặc vào là kiểu rất là vừa và lên hình rất là đẹp. Một trong số những cái màu mà chúng ta nên có để chính là quần màu nút nha các bạn. Đi thêm một đôi giày nút nữa, ăn ra chiều cao cực kỳ luôn. Và một cái item mà Săn cực kỳ yêu thích trong mùa hè mà mình không thể nào thiếu được ấy, đấy chính là những chiếc váy mà có sẵn mút ngực. Em này thì đúng là nó có sẵn mút ngực rồi, mặc lên rất là thoải mái, rất là thích. Thì Săn rất là recommend em này cho các bạn luôn. Săn nhớ là mua cũng không quá đắt đâu, 400-500 nghìn gì đấy. Dáng lên form rất là đẹp luôn, chất vải cũng rất là thích, kaki mềm. Nếu như mà các bạn muốn Săn chia sẻ nhiều hơn về một số loại áo ngực phù hợp cho mùa hè thì các bạn có thể comment ở phía dưới ha. Hôm sau Săn sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn ngày hôm nay thì video đã quá dài rồi và Săn đã chia sẻ rất là nhiều những cái tip để chúng ta làm đẹp hơn trong mùa hè rồi, đúng không nào? Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của Săn ngày hôm nay. Đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong thời gian tới. Gần gũi hơn với Săn qua fanpage và Instagram, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện mỗi ngày ha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along.